mang bút thề vô khá lý tổ đồ sổ bút thô khả mạ thu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng tham anh cha du biết hằng qua rằng tham mê yo khali tô đô so tham mô khả ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Utta mang ghe na quan đề hằng sang khanh cha du biết hô ta mang sang khê yo kali tô đô so sang khô khả ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Tế Attha Lattha Sukhita Varunaha Buddha Sasane Roga Sukhita Hotasa Sabbe Hiknya Tiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. Akasattha cha bom ma ta dewa naga mahitika bunyang no anumo dan tu chirang rakhang tu sa sanang chirang rakhang tu no garu chirang rakhang tu nyata yo chirang rakhang tu banino chirang rakhang tu no sada. Yang kinchi kusala kammang kattab bang kiri yang mama ka ye na wacha manasa tidase sugatang katang ye satta sanyino athi ye cha satta asanyino katang bunya phalang mai hang sabbe pha ghi pha quan tu te ye tang katang suvidi tang din nang bunya phalang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sabbe lo kam hi ye satta chi wan ta ha ra he tu ka manun yang pho cha nang sabbe la phan tu ma ma che ta sa ti Ý đằng nồ nhà tì nằng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Cầu mắt thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Ý đằng qua ta mề bùn nhằng à sa quắc kha già quá hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Ý đằng mề bùn nhằng nít bà nát sa bách cha dồ hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến quả đạo quả Niết Bàn. Dạ, phước báo nào mà có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới trong ngày hôm nay, con kính chia đều đến hội chúng đang hiện diện trong room Phật giáo Nam Truyền này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới đã hoàn tất. Con kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền Tam Quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và bát quan trai giới. Do phúc duyên này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ. Con đã thấy pháp sư quang lâm vào room. Dạ, mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư ạ.
Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahmacharo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tánh cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chak kha cha ti ka đề xê tu tham măng anu cam bi măng ba trăng thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tín thành ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh pháp sư đã xong, em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ em xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy đại giới đến hàng Phật tử của châu chúng con. Nhật Huỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, bây giờ con xin phép được Kim Nhung đã thỉnh pháp sư, con xin phép đọc phần chánh văn. Rồi sau đó con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Bài kinh hôm nay là kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya giả chương 1 Tương Ưng Chư Thiên. Bảy La Mã phẩm bài, sáu La Mã bị áp đảo. Vật gì áp đảo đời, vật gì bao phủ đời, tên gì bắn trúng đời, bởi gì thường huân tập. Thế tôn, sự chết áp đảo đời, già nua bao phủ đời, tên ái bắn trúng đời, bởi dục thường huân tập. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tâm trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư giảng dạy rộng rãi thêm. Và tại vì có mấy chữ thôi nên bản thân con thì đọc giống như một cái gì nó mơ hồ lắm. Con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy rộng rãi cho chúng con được hiểu. Và Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học hoạt được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và xin chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào bài giảng ngày hôm nay, kính cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo, Phật Bảo đến vô lượng từ bi.
trí tuệ viên mãn, Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử ngồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử chứng nghiêm tịnh tán dương ân đức pháp bảo phương luân dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, cầu mong chư tôn đức pháp đại khang an, chúc quý tôn nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy giá. Cảm ơn cô Kim Nhung cũng như cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc và bói cái phần chánh kinh. Ở trong đây thì vật gì áp đảo đời, sự xin giải thích cái chữ đời ở trong cái bài học ngày hôm nay để quý vị nắm rõ. Thì cái chữ đời đó là theo Phật giáo thì chữ đời ở đây chúng ta hiểu là gì, là tam giới. Tam giới gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Rồi nếu mà nói rộng hơn là 31 cõi, gồm có các cõi khổ, nhân loại, rồi chư thiên dục giới, chư thiên vô sắc giới và phạm thiên, phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới. Đó là mình nói theo Phật giáo. Rồi đời ở đây nó còn có cái nghĩa là gì, là thế gian. Thế gian thì cũng giống như vậy. Rồi gì, nó là hữu vi. Rồi mình nói đó là trong cái khía cạnh của Phật giáo, là những cái danh từ mà để mà nó nói về cái các cõi và đời sống mà của thế gian này. Còn ở ngoài đời thì ta nói đời này, đời này thì có nó chỉ cho gì, cái một cái xã hội hiện tại. Ví dụ như nói đời này bây giờ là người ta tranh giành, đời này bây giờ vàng thao lẫn lộn, đời này thì bây giờ là họ quý trọng tiền tài, cho họ không còn có chú trọng về cái đạo đức. Đời bây giờ là nén bạc đâm toạc tờ giấy. Thì đời này là nó chỉ cho cái trào lưu, cái xã hội hiện tại. Rồi có nhiều khi mình nghe người ta nói chứ, đời bây giờ chán quá, thấy không? Tại vì những cái xu hướng, những cái ấy của cái ngoài xã hội nó không giống như mình mong muốn. Mình muốn thế này, muốn thế kia, nhưng mà ở ngoài đời họ không có làm giống như vậy. Thành ra người ta nói là chán đời. Chứ sự thật ra đó, chán là tại cái tâm mình, chứ cuộc đời nó đâu có gì đâu mà chán. Tại vì mình mong muốn thế này thế khác, nhưng mà rồi ở trong gia đình, ở ngoài xã hội thì họ không có như cái ý mình mong muốn, đâm ra mình chán. Đời nó là vậy, chỉ là sự vận hành của các pháp. Có những lúc tùy theo cái
cái phước báo của chúng sanh ở thế gian có những lúc là gọi là cái hiền kiếp. Hiền kiếp thì sao? Lúc đó là những cái thiện pháp nó nổi trội, thì sao, xuất hiện những cái bậc đạo đức cao cả, xuất hiện, có thể xuất hiện bậc chánh đẳng chánh giác, các vị thánh tăng. Rồi đến một cái nào đó, đến một gọi là cái lúc mà cái tâm phiền não tham sân si của chúng sanh mà nặng quá, thì ác pháp nó sanh khởi. Đó thì nó cứ luân lưu như vậy trong cái thế gian này. Cho nên là cái vị chư thiên mới hỏi vật gì áp đảo đời, thì cái áp đảo cuộc đời là gì? Là sự chết. Cái sự chết là Đức Phật ví sao? Chúng ta giống như những con bò. Cái người chủ hay người chăn bò đó, họ sáng họ mở cửa chuồng, họ lùa đàn bò đi ăn. Đi ăn xong cái tối cái họ lùa đàn bò họ nhốt lại trong chuồng. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà những chúng sanh phàm nhân, chúng ta sống giống như những cái con bò, sáng chủ lùa đi ăn, bây giờ con bò mà nó không muốn cũng được, rồi tới chiều là người chủ lùa bò vô trong chuồng họ nhốt lại. Bây giờ mà những con bò nào mà nó muốn ở bên ngoài cái chuồng cũng được. Cho nên cái đời sống của tất cả chúng sanh, chứ không riêng gì cõi nhân loại, những chúng sanh nào mà còn nằm ở trong tam giới đều phải chịu cái sự chi phối của gì, của áp đảo, của quy luật tự nhiên. Tại vì sanh lão bệnh tử, cho đến khi nào mà chúng ta tu tập đạt đến tứ đạo tứ quả, hay là thánh lậu tận diệt tất cả những cái phiền não rồi, trút bỏ cái thân ngũ quẩn này, thì lúc đó chúng ta mới vượt khỏi tam giới. Thì khi mà vượt khỏi tam giới rồi thì mới không còn chịu sự chi phối của sinh lão bệnh tử, hay là vô thường khổ vô ngã. Cho nên là cái chết là nó áp đảo tất cả chúng sanh. Rồi già nua bao phủ đời, thì cái quy luật mà sanh lão bệnh tử hay là vô thường khổ vô ngã luôn luôn là nó chi phối cái đời sống của tất cả chúng sanh. Hãy có sanh thì có già, mà già thì tới gì, đời đến bệnh tử, là nó một cái chuỗi quy luật không thể nào mà trốn thoát, không thể nào mà tránh khỏi. Cho dù bay giữa lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù bể thẳm hang sâu, không nơi nào tránh quả sầu đã gieo. Thì khi mà cái nhân đã gieo rồi đó, thì bây giờ bệnh và chết, dù chúng ta ở bất cứ một cái nơi nào trong tam giới này cũng không có thể trốn khỏi. Cho đến tất cả những cái vị mà phạm thiên ở cõi trời vô sắc, hay là phạm thiên ở cõi trời sắc giới đi chăng nữa đó,
cũng vẫn bị chi phối bởi bởi cái sanh già. À, già nua là gì? Là cái trạng thái mà nó lão quá. À, từ từ một cái em bé, à, một em bé, à, khi mà trong cái thời mà thơ ấu, bắt đầu cái gì, cái sắc pháp nó tăng trưởng, à, nó tăng trưởng dần dần lên, à, rồi đến thời niên thiếu, à, thời niên thiếu, à, thì cái giai đoạn mà thơ ấu niên thiếu này đó là cái thời kỳ mà phát triển của cái sắc pháp, à, nó phát triển một cách mạnh mẽ, à, rồi khi mà nó tăng trưởng rồi, cái thời mà tốt đẹp nhất của đời sống này, đời thời thanh niên, à, là cái giai đoạn mà phát triển cao nhất của cái đời sống, à, ví dụ giống như cái cây, à, khi mà cái cây mà chúng ta mới vừa gieo hạt nó mọc lên, à, rồi lúc đó đó là nó phát triển, nhưng mà nó phát triển rất là chậm, à, cho đến lúc mà cái thời gian mà cái bộ rễ nó phát triển đầy đủ mạnh mẽ thì sao, cái cây nó sung, nó xanh tươi, à, để gì, nó chuẩn bị, à, nó cho đơm hoa kết quả, à, được chưa? Một thời gian, à, do cái sự chuyển hóa, à, do cái những cái tác động của những cái điện nhiệt não, à, thì cái sắc pháp ấy, dần dần nó già đi, giống như lâu ngày thì cái bộ rễ của cái cây ấy, nó bị thoái hóa đi, à, sao cái gai cây bắt đầu nó trở nên nó cằn cỗi, à, nó dần dần nó khô héo, à, thì cái sắc pháp của chúng sanh cũng như vậy, à, nhưng mà diễn biến của mọi cái cảnh giới thì nó khác nhau, ừ, ví dụ như cái cảnh giới của nhân loại thì các cái căn nó dần nó bị hoại đi, à, mắt mờ, tai điếc, à, chân tay run rẩy, à, không còn đứng vững, à, còn ở chư thiên thì sao, là cái những cái tràng hoa, à, rồi những cái đồ trang sức nó mờ dần để báo hiệu cái già rồi, để gì, rồi đến cái chết, à, thì cái sắc diện, à, nó thay đổi, à, rồi chính cái già nua này nè nó bao phủ rồi, à, để đi đến cái chết. Rồi tên gì bắn trúng đời, à, thì ở trong thế gian này là gì, là cái lòng tham muốn, à, tham muốn cái tham ái, à, rồi cái dục ái, à, chính những cái này đó nó là những cái mũi tên, à, những mũi tên nó bắn trúng cái cuộc đời này của chúng sanh ở trong tam giới, à, thì sao, à, tất cả chúng sanh đều vì cái tham muốn, à, cái tham muốn rồi sao tạo những cái bất thiện nghiệp, ừ, à. Còn những chúng sanh mà có trí một chút thì sao, à, tham muốn tạo những cái thiện nghiệp, à, để mà được hưởng cái tài sản ở nhân giới, thiên giới, à, đó, làm những cái việc lành, à, nhưng mà còn mong muốn là được tái sanh lại là cái người, à, đẹp đẽ, có dung sắc tốt đẹp,
rồi có quyền lực, có địa vị, có tài sản, hoặc là nỗ lực tu tập chứng đắc các tầng thiền sắc giới, vô sắc giới, để được tái sanh về những cõi trời, để hưởng những cái dục lạc ở thiên giới. Cho nên là chính cái ái dục thì nó bắn trúng rồi. Cho đến khi nào mà chúng ta biết, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập với cái chí hướng là để thoát ra, thoát ra cái sự khống chế của cái dục ái, thì lúc đó đó chúng ta mới lựa chọn cái con đường để mà chúng ta thoát khỏi sự khống chế của tất cả những cái phiền não. Thành ra đó, cái dục này đó, những cái tham muốn này nè, là nó ẩn tàng, nó tìm miên, nó chất chứa đó, nó quân tập, là gì, nó tích có tích lũy, nó chờ sẵn đó, là những cái thiện hay là bất thiện chúng ta tạo trữ trong cái đời sống hiện tại này, nó không có mất đi. Giống như cái người nông dân vậy đó, khi mà người ta ta làm ruộng đó, tới mùa màng đó, thì sao, người ta đem những cái hạt lúa này, người ta đem về để trong cái kho. Thì cái đầu mùa vụ là sao, ta đem những cái hạt giống này ra, ta gieo, ta gieo cái cuối mùa vụ, ta thu hoạch, ta đưa vô kho. Số nào người ta sử dụng để nuôi mạng, hoặc là số nào đó là người ta cúp tích cóp lại để dành đó, để đến mùa vụ ta lại đem ra ta gieo tiếp nữa. Thì chúng sanh chúng ta ở trong cái cõi này là những cái nhân bất thiện cũng như là những cái nhân thiện, nó không mất đi, mà nó tích trữ, tạo trữ, nó ở đó, nó ẩn tàng, nó ngủ ngầm, nó tìm miên. Đến một lúc nào đó đó, đến một lúc nào đó, khi mà gặp những cái cảnh, những đối tượng thuận lợi, mà nó cho là khả hỷ khả lạc, thì sao, cái tham ái nó sẽ bộc phát, nó trỗi dậy, rồi sao, nó xâm chiếm, nó lấn át, đó, nó áp đảo đời là vậy, nó áp đảo cuộc đời bằng cách là khi mà những cái tham ái nó quá mạnh, thì trở thành gì, trở thành những cái dòng xoáy, những cái bạo luôn, nó sẽ nhấn chìm tất cả chúng sanh ở trong cái dòng xoáy, cái bạo luôn này. Cho nên là chúng ta mãi mãi trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi, mãi mãi chịu bởi sự chi phối của sanh lão bệnh tử, mãi mãi bị trói buộc trong cái quy luật vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên á, là cho đến khi nào mà chúng ta có sự hiểu biết, có sự nỗ lực tu tập, thì chúng ta mới vượt thoát được những cái năng lực, sự khống chế của phiền não, chúng ta mới vượt thoát được, chúng ta mới khỏi bị phiền não, khổ đau nó áp đảo. Đó là cái
cái ý chính, cái lời dạy của Đức Phật trong trong cái đoạn thứ sáu này. Thì chúng ta thấy rằng đó, ở đời thì ai cũng còn những cái tham muốn, từ thấp tới cao. Có những người thì họ tham muốn trong cái vật chất, có người thì tham muốn về cái quyền lực, có người thì tham muốn trong cái thụ hưởng các cái sắc thinh vị xúc ở trong cái thế gian này. Đó. Cho nên là từ cái cõi nhân loại cho đến các cái cõi trời dục giới, sắc giới, sao tất cả chúng sanh đều có những cái tham muốn. Đó, cho đến khi nào mà chúng ta có trí tuệ, có sự hiểu biết, chúng ta thực hành những cái phương pháp, những cái thiện nghiệp á, với cái tâm là giải thoát, trừ tận tất cả cái tham muốn, cho đến cái cùng tột, là cho đến cái khi mà cái tham muốn để mà giải thoát, thoát khỏi ra cái thế gian này, chúng ta cũng bỏ luôn. Bây giờ mình biết, bây giờ mình phải thực hành, chứ mình ngồi đó mình mong cầu, mình tham muốn, là nó cũng không có giải thoát. Thì cái tham muốn nó giống như là cái vật mà xuống quế. Thì quý vị thấy rằng chỉ cần một giọt nhỏ bằng cái đầu chân nhang thôi, chỉ một giọt nhỏ cái đầu chân nhang mà cái nước mắm là sao, nó cũng bốc mùi nguyên cả một cái ngôi nhà hay là một cái phòng đó. Thành ra đó, cho đến khi nào mà chúng ta không còn dư sót dù là một chút xíu cái mong cầu, lúc đó chúng ta mới giải thoát. Còn lúc nào mà mình còn mong cầu là mình còn bị trói buộc, mà còn trói buộc thì còn phiền não. Cho nên có những vị hành giả khi mà thực tập tu thiền định, thiền tuệ, rồi có những lúc mà cái tâm chán nản, vì sao? Bởi vì còn mong cầu, còn mong chứng đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, hay là hoặc là những gì mà tu tập thiền minh sát, thì còn mong muốn được những cái trạng thái an lạc, còn muốn được chứng được những kinh nghiệm, thấy được đạt được những cái tuệ này để khác. Nhưng mà sao? Đâu phải mà chúng ta mong cầu mà đạt được. Cho nên là chúng ta hiểu cái quy luật của pháp. Chúng ta phải nỗ lực thực hành cho đến khi nào cái nhân duyên, cái trí tuệ nó đầy đủ, thì những cái kinh nghiệm, những cái tệ giác nó sẽ sanh khởi. Cho nên trong cái sự thực hành, chúng ta nỗ lực thực hành là cái bổn phận của mỗi người, của mỗi vị hành giả. Còn đến khi nào đạt được là cái đó là cái công việc của Phật pháp, của giáo pháp. Đó. Cho nên là nếu mà chúng ta mà tu tập với cái còn mong cầu
tức là còn bị chi phối bởi phiền não, thì sao? Thì chúng ta còn khổ đau, còn chán nản, còn bị những cái phiền não nó khống chế. Đó, cho nên đó là chúng ta phải hiểu biết như vậy để mà chúng ta vượt thoát ra, vượt thoát ra còn bị cái tham muốn, mặc dù là cái pháp dục, tham muốn trong cái sự thành, tham muốn đạt được cái sự giải thoát, nhưng mà còn mong muốn, còn tham muốn là còn bị áp đảo, còn bị chán nản, còn bị khổ đau. Cho nên là chúng ta phải hiểu để chúng ta vượt thoát ra. Vì những cái tham muốn này nè, nó đã tích tụ, nó đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ là không phải dễ dàng một sớm một chiều mà chúng ta có thể vượt thoát được cái sự khống chế, cái sự điều khiển của cái tham muốn được. Cho nên là Đức Phật mới nói là chính cái gì, chính cái những cái dục ái, chính cái ái nó là gì, là cái nguồn cội của khổ đau. Mà phía sau của ái là gì, là vô minh. Thành ra đó, ở trong cái thập nhị nhân duyên, Đức Phật mới nói là gì, chính vô minh giải dục nó là cái căn cội gốc rễ của phiền não khổ đau. Cho đến khi nào mà chúng ta có sự tu tập, bây giờ hồi trước là những gì, nó quân tập các cái bất thiện. Bây giờ chúng biết, chúng ta từ bỏ, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, chúng ta tích góp quân tập cái gì, cái thiện pháp. Thì đâu có nhiều người nói bòn phước, thì đó cũng giống vậy đó. Mình phải bòn từ chút, từ những cái phước nhỏ, đó, như là cái phước mà bố thí, dù nhỏ nhất, hay là cái phước mà phục vụ, dù là nhỏ nhất, những cái pháp thiện dù nhỏ nhất chúng ta cũng không có bỏ, mình ráng cố gắng, mình nỗ lực, mình thực hành, đó, thì sao? Đó, trong pháp Vũ Kinh, nước kia từng giọt nhỏ hơn, mỗi cái thiện pháp mà mình nỗ lực mình làm, mình tích góp, mình quân tập, mình tạo trữ, để gì? Để nó mới có khả năng, nó trở thành một cái sức mạnh để đấu trị với những cái mà bất thiện mà mình đã tạo, đúng không? Đó. Nếu mà hai cái mà nó bằng nhau thì sao? Nó có sự giằng co. Mà mình muốn cái thiện pháp nó vượt trội thì mình phải tích góp nhiều hơn cái bất thiện. Đó, thì lúc đó cái thiện nó mới chiến thắng được cái bất thiện. Và sao? Mình từ bỏ luôn cả tất cả những cái mong cầu, mong muốn giải thoát, thì sao? Mình sẽ vượt thoát khỏi cái thế gian, thoát khỏi cuộc đời,
thoát khỏi cái tam giới, vượt thoát ra ngoài trong 31 cõi. Thì đó, nó là một cái sự tu tập để đối trị lại tất cả những cái phiền não, chống lại cái sự áp đảo, sự khống chế của tất cả những cái phiền não. Chúng ta chặt đứt sợi dây mà đã từ lâu trói buộc mình, đào bứng tận gốc rễ cái nguồn gốc, cái cằn cội của đời sống thế gian. Cho nên là nếu mà chúng ta không hiểu biết thì cái bất thiện nó là cũng là cái mầm mống buộc trói, mà cái thiện mà đi kèm với cái tham ái, còn mong muốn được thừa hưởng cái sự hạnh phúc của nhân loại, rồi của thiên giới thì chúng ta cũng còn bị trói buộc. Cho nên khi nào mà chúng ta tu tập, chúng ta phải có sự nỗ lực, tất cả những cái thiện sự chúng ta làm với cái mục đích là hướng đến cái sự giải thoát, thì lúc đó, chúng ta mới thoát khỏi cái sự áp đảo của đời sống. Chứ còn không thì chúng ta luôn luôn mãi mãi bị áp đảo, bị những cái mũi tên của tham ái nó gây sự khổ đau, rồi chúng ta vượt thoát những cái sự tạo trữ quân tập của bất thiện để tạo trữ những cái pháp thiện để hướng đến cái sự giải thoát. Thì như vậy thì chúng ta sẽ vượt ra cái tam giới này, lúc đó chúng ta mới thật sự an ổn. Còn nếu mà chúng ta chưa hiểu biết, rồi chúng ta không nỗ lực tu tập, thì chúng ta còn bị buộc trói, còn bị nhấn chìm bởi những cái phiền não khổ đó. Cho nên chính những cái bất thiện và những cái thiện mà còn bị dẫn dắt chi phối bởi những cái tham muốn, là những cái động lực để mà cho cái dòng quay sinh tử luân hồi này nó vận chuyển. Cho nên là chúng ta thấy rằng các cái vị thánh nhân tại sao mà không còn tái sanh luân hồi? Tại vì tất cả những cái mầm mống, những mầm mống dẫn đến tái sanh đã bị chặt đứt, đã bị đoạn trừ, đã bị diệt tận. Cho nên là các ngài sau khi rũ bỏ cái thân ngũ quẩn này thì hoàn toàn thoát khỏi tam giới, chấm dứt tái sanh, vượt khỏi cái sự khống chế sống đảo của phiền não. Thì qua cái phần chánh thì cũng có chút ít hiểu biết để sự học hỏi từ các bậc trưởng lão, cũng xin chia sẻ với quý vị thì đôi điều để quý vị có thể hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an cùng chúc cho quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, có thêm được những cái hiểu biết từ lời dạy của Đức Phật để chúng ta nỗ lực thực hành theo để thoát khỏi cái sự áp đảo, khi những cái khổ đau của đời sống, của thế gian, của cuộc đời. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui,
cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tụng đức, nhưng mà tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm, những cái sự hiểu biết trong cái đời sống tu tập về cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thầy Giá. Dạ, sa thủ lành thai. Con xin thay mặt đại chúng đồng trung thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho chúng con hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, cảm ơn Nguyên Tịnh, cảm ơn Châu Pháp, cảm ơn Kim Mạch Ta, cảm ơn Kim Vũ, cảm ơn Kim Dung, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con cũng xin thay mặt đạo tràng thỉnh sư dùng tam tách nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu ạ. Dạ, Nhật Quỳnh mời bàn tay quý vị. Quý vị nào nghe bài giảng của sư còn thắc mắc điều gì chưa rõ, muốn học hỏi thêm thì kính mời bàn tay quý vị ạ. Trong khi sư dùng nước, kính mời quý vị đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Nguyên Tịnh ơi, Nguyên Tịnh có thể đưa bàn tay lên hỏi sớm, nghỉ sớm không Nguyên Tịnh? Mời Nguyên Tịnh nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Ca Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Đức Tăng, thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ Tề Diên, con kính chào quý đạo hữu. Và con tri ân đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Và sa thú con tri ân bài giảng của ngày hôm nay đã nói về cái nguồn gốc của phiền não. Do cái gì mà nó sanh lên cái phiền não và mình phải buông bỏ đi cái tham ái để mà hướng đến cái con đường giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì con có một cái câu hỏi là thường thì những các Phật tử như chúng con tu tập thì cũng là nguyện là đi trên cái con đường là hướng đến giải thoát, đạt được cái đạo quả Niết Bàn trong cái ngày vị lai. Nhưng mà con thì thấy rất là nhiều khi có chư tăng, khi một vị đã viên tịch hay là trong thân của những người Phật tử bị mất á, thì có rất là nhiều người hay chia cái phước là con nguyện những cái phước báo mà con đã làm được, con xin hướng về cho cái vị mất này và nguyện cho vị này được sanh vào những cảnh giới an lành. Thì mà một người Phật tử mà nguyện như vậy cho cái người mất như vậy đó thì còn như vậy có nên không bạch ngài con, hay là phải nguyện như thế nào để cho đúng trong cái Phật pháp để người đó đi đến cái con đường giải thoát và có cái cơ hội gặp được cái một cái cơ duyên nào đó để gặp Phật pháp để mình tu và thoát khỏi hồi, thì cái lời nguyện nó phải hướng nguyện như thế nào bạch ngài? Thì con kính thỉnh ngài giảng giải rõ cho cái điểm này để con thông suốt. Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thật sự ra đó, khi mà chúng ta hồi hướng phước đó, thì cái đó là cái tâm nguyện của mình thôi, để mong cho tất cả chúng sanh thọ nhận được cái phước này. Nhưng mà đó, cái trường hợp mà những chúng sanh mà
nó nhận không nhận là cái đó là tùy, phải không? À, bây giờ giống như mình làm cái sự bố thí đi. À, đó, bây giờ mình treo tấm bảng lên, bây giờ tôi bố thí gạo. À, thì có những người họ khổ, họ đang thiếu thốn, à, họ đói khát, thì họ mới đến họ nhận. Còn những chúng sanh mà đời sống họ sung túc, đầy đủ, thì họ đâu nhận làm gì cho mất công, không? Đó, thành ra đó, cái mà chúng ta hồi hướng phước đó, thì để gì? Để thể hiện cái lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. À, từ những kẻ sơ, à, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, à, để cho những chúng sanh mà chẳng may ở trong cái cảnh giới khổ đau có thể nhận được cái phước này, để họ có điều kiện họ thoát khỏi cái cảnh khổ. À, đó, thì cũng tốt. À, đó, để cái gì chúng ta phát triển cái tứ vô lượng tâm, à, đối với tất cả chúng ta. À, chứ còn có những chúng sanh người ta tái sanh về những cái cảnh giới chư thiên, à, người cái phước báo người ta cao quá rồi, à, ta sanh về những cái cảnh giới chư thiên, à, rồi phạm thiên, đại phạm thiên, ta đâu có cần cái phước của mình hồi hướng làm chi. À, đó. Đó, cho nên đó là cái vấn đề mà mình hồi hướng phước là để gì? Để phát triển cái tứ vô lượng tâm ở trong cái tâm của chúng ta đối với tất cả chúng sanh. À, nếu mà cái chúng sanh đó đó, à, cái vị đó mình hồi hướng mà vị này nhận được thì tốt, mà vị này không nhận được thì cái phước của mình nó cũng không có hao tốn gì. À, mà vị này không nhận được thì cũng không sao. À, là chúng ta tập ở đây để phát triển cái lòng bi mẫn. À, đó, thành ra cái vấn đề mà mình chúng ta mà cái sự mà cung kính này, khi mà quý vị có sự cung kính đối với một cái vị mà có đời sống giới hạnh tốt đẹp, thì thật sự ra đó, khi mà quý vị tỏ cái sự cung kính đó, là quý vị gieo trồng cái phước cho quý vị. Cái vị mà được quý vị mà đảnh lễ cung kính, vị này không có phước gì hết. À, à, nhưng mà nếu mà cái vị này được cái sự cung kính mà cái tâm phiền não sanh khởi, à, rồi cống cao ngã mạn không lo tu tập, đó là nó là một cái điều nguy hiểm. À, cho nên á, khi mà chúng ta có sự đảnh lễ cung kính thì là mình diệt trừ cái tâm cống cao ngã mạn, à, thân mình đó. Cho nên á, là Đức Phật thường nhắc nhở các cái vị tỳ kheo á, là sao? Phải có cái sự nỗ lực, à, tu tập, chứ đừng có vì thấy mình được cái sự mà cung kính, à, rồi cái bắt đầu mình đâm ra, à, ngã mạn, à, cống cao, rồi cái bỏ rơi cái sự tu tập, thì nó là một cái điều nguy hiểm. À, cho nên á, là khi mà mình bố thí, à, rồi mình đi kèm với cái pháp cung kính, thì mình được hai cái phước, về cái phước vật và cái phước đức. À, thì cũng vậy, khi mình bố thí,
rồi mình có sự cung kính, rồi mình hồi hướng phước đến tất cả chúng sanh thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, những cái vị mà là thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ ngay trong đời sống, kiếp sống hiện tại, cũng như các cái vị hữu ân trong quá khứ nhiều nhiều kiếp, thì mình hồi hướng chung như vậy đó, vị nào đã nhận được đã nhận đó. Cho nên đó là chúng ta phải hiểu cái đó để chúng ta tu tập để phát triển cái tứ vô lượng tâm đến tất cả chúng sanh, không phân biệt là thân quyến hay là xa lạ nhưng mà đó, như Đức Phật dạy, tại vì từ vô thủy đến giờ mình trải qua rất là nhiều những kiếp sống, thành ra thân bằng quyến thuộc của mình nó cũng không biết bao nhiêu mà kể cho nên đó là chúng ta hồi hướng chung như vậy đó, thì để mở rộng cái tâm từ tâm bi đối với tất cả chúng sanh thì chúng ta hồi hướng phước nhưng mà tùy duyên chúng sanh nào họ đang cần, họ có thể ở trong những cái điều kiện mà họ nhận cái phước đó được thì họ nhận để họ sớm thoát khỏi những cái cảnh giới khổ đau, đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì chúng ta hiểu cái sự mà hồi hướng phước là nó lợi ích để chúng ta phát triển cái tứ vô lượng tâm ở trong cái bản thân, trong nội tâm của chính mình. Còn những chúng sanh nào nếu đủ duyên có thể họ nhận được thì họ nhận, còn không thì cái phước cũng là của chúng ta tạo, nó không hề tổn giảm. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nguyễn Tịnh và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú sa thú. Dạ con thành kính tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ. Thành kính tri ân, dạ con có thêm một câu hỏi nữa. Con thấy cô Metta, dạ con kính mời cô Metta trước, dạ cô. Dạ con kính sung mít, con kính mời cô. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, nếu không thì cô cứ hỏi câu, tiếp tục câu hỏi của cô đi. Rồi xong rồi tôi hỏi câu hỏi này cũng được. Nhưng mà thôi, cô đã nhường rồi. Thôi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Nguyên Tịnh đã nhường cho Metta hỏi. Thì trước hết, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con có một cái câu hỏi nhỏ này thôi, tiếp theo câu hỏi của cô Nguyên Tịnh về cái phần hồi hướng phước đó. Thì xin sư giảng cho con hiểu rõ thêm là nếu con có làm được một cái thiện sự gì thì con hồi hướng cho thân bạn quyến thuộc của con. Con chỉ cần đọc cái câu Bali mà ý đăng nô nhà ti năng hồn tú su khi ta hồn tú nhà ta vô. Con chỉ cần đọc như vậy là đủ, hay là nếu con nhớ được thân bạn quyến thuộc ông bà của con tên gì con kể ra được không? Hay là con chỉ cần đọc câu đó là đủ? Dạ, xin sư giảng giải cho con điểm này ạ. Dạ, con kính dâng mít cho sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Và có những lúc thì chúng ta cũng, nếu mà chúng ta nhớ được tên họ của cái những cái vị thân bằng tiếng thuộc hoặc là những cái bậc hữu ân của mình ấy, thì mình đập, mình hướng đến những cái vị đó cũng được. Còn không á thì mình hồi hướng chung. Mình hồi hướng chung. Ví dụ bây giờ cái trường hợp mà mình gửi những cái thơ hay là những cái bưu phẩm gì đó nha, thì có những lúc mình phải ghi rõ cái tên của người đó, rồi cái số nhà, cái đường, cái quận rồi gì đó. Đó thì cái người đó sẽ dễ dàng nhận. Thì đó là mình ví dụ theo cái thế gian. Chứ còn đối với khi mà chúng ta khởi lên cái tác ý, mình hồi hướng đến cho người đó đó, mà nếu người đó họ đang mong chờ, thì dù mình hồi hướng chung, hồi hướng đến tất cả thân bằng luyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, thì họ cũng có thể họ nhận được. Thấy không? Giống như bây giờ nè, hiện tại ở đây là sư đang nói, rồi những cái thiết bị máy móc, cái đường truyền, cái đường truyền nó truyền đi. Mà nếu mà bây giờ quý vị đang mở máy, thí dụ như trong cái room này hiện giờ là khoảng mười mấy hai chục vị, không? Quý vị đang mở máy thì quý vị sẽ nhận được. Chứ đâu sư đâu có thể mà hướng dẫn. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết là 27 cái trừ cái của sư là còn 26. Đó thì 26 người đó là gì? Đang hướng đến, đang hướng đến dùng những cái thiết bị của mình, cái đường truyền nó được ổn định, điện đóm đầy đủ. Đó cho nên là quý vị nghe rõ. Đó thì khi mà mình hồi hướng vậy á, bây giờ mình hồi hướng chung hết tất cả, nhưng mà những người nào cái tác ý mình hồi hướng, nhưng mà những người nào họ đang hướng đến thì họ sẽ nhận được. Đó bây giờ quý vị đang hướng đến, đang muốn nghe pháp, rồi những cái điều kiện thuận lợi tốt đẹp đầy đủ thì quý vị nghe được. Không chứ còn sư đâu có nhớ tên ai để mà sư nhắn gửi được ha. Đó cho nên là cái gì, người ta nói là đồng thinh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu. Đó cho nên là cái này là cái sự giống như sư nói nãy, là mình để mình phát triển cái tứ vô lượng tâm của mình mà thôi. Bây giờ sư thuyết pháp là cái nhiệm vụ của sư. Đó còn quý vị nào quan hỷ, có tác ý mong cầu muốn nghe thì vô thì đến. Không đó, chứ bây giờ mình đâu có, mình muốn nhưng mà người ta không chịu nghe. Người ta thích nghe những cái này cái khác đó, chứ không phải thích nghe pháp. Không? Đó bây giờ thí dụ như cô cũng muốn cho những người bạn cô hiểu biết về Phật pháp, nhưng mà bây giờ tới giờ đó mở rung lên Phật giáo năm truyền vậy đó, để học pháp cú kinh, để nghe chư tăng rồi giảng pháp, nhưng mà mấy người này họ không có cái tác ý. Thì họ sẽ không có nhận được. Còn bây giờ ai
có tác ý thì sẽ nhận được đó, giống vậy đó. À bây giờ mình thì nhớ tên tuổi thì thật sự ra đó là gì, cái chế định, cái tục đế của thế gian. À cái kiếp sống này người đó tên đó tuổi vậy 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 ở cái trú xứ đó, như vậy là sao, qua kiếp sống đó họ đâu còn tên đó nữa, tên khác. À kiếp trước thì họ tên A ở cái xứ quốc độ đó, nhưng mà bây giờ á cái kiếp hiện tại là họ là cái chúng sanh B rồi hoặc C rồi, thấy không? Đó thành ra đó thì khi mà mình có tác ý mình hồi hướng đến thì ai có thuận duyên đầy đủ, có sự tầm cầu, có sự hướng đến thì họ nhận được. Còn mình có nhớ tên thì cũng được, mà mình không có nhớ tên thì cũng không sao, miễn là chúng sanh đang hướng đến, đang mong chờ thân bằng quyến thuộc hồi hướng phước thì họ sẽ nhận được. Còn mà họ có tái sanh đến những cảnh giới tốt đẹp hoặc là những cái cảnh không có sự thuận lợi để mà nhận được cái phước của thân bằng quyến thuộc hồi hướng thì thôi. Cho nên là chúng ta đừng có quan trọng đặt nặng cái vấn đề đó. Mình cứ hồi hướng chung đến tất cả chúng sanh, những chúng sanh nào nhận được thì nhận. Đó, Đức Phật khi mà ngài đạt thành chánh đẳng chánh giác với cái tâm nguyện là tế độ tất cả chúng sanh, nhưng những chúng sanh hữu duyên, chúng sanh nào hữu duyên, họ có duyên họ mới đến, họ nghe, họ nghe họ mới thực hành để đi đến nơi giải thoát, không? Chứ còn thời kỳ mà Đức Phật hiện tiền cũng rất nhiều chúng sanh, lòng từ của Đức Thế Tôn cũng bao la, nhưng mà những chúng sanh mà nó không có duyên, sanh ở những cái vùng biên địa xa xôi, rồi những chúng sanh mà nó mê lòng tà kiến, thì dù trong cái thời kỳ mà Đức Phật tại thế cũng không thể nào mà nghe được. Cho nên là mình hiểu biết như vậy đó, với những người nào có cái sự mong cầu, có sự hướng đến, thì mình sẽ chia phước và những vị này sẽ nhận được. Còn những cái vị nào là thân bằng quyến thuộc hay là bậc hữu ân của mình, nhưng mà những vị này không có cái hướng đến, thì dù mình có đọc tên, đọc tuổi gì đi chăng nữa thì họ cũng không nhận. Còn vị nào mà mình dù không đọc tên tuổi nhưng mà những chúng sanh này đang mong cầu, đang hướng đến, đang chờ thân bằng quyến thuộc mà tạo phước để hồi hướng, thì các vị này cũng sẽ nhận được. Và xin giải thích cái thắc mắc của cô Meta. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Con kính cảm ơn ngài Pháp Thanh rất là nhiều đã giảng giải câu hỏi của con để con hiểu rõ hơn. Bây giờ Meta xin nhường mic lại cho cô Nguyên Tịnh nha. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Khá Giá. Sa thứ con kính tri ân cô. Con kính tri ân ngài Pháp Thanh. Bạch ngài con, nhờ con nghe trong bài giảng thì nói là sanh lão bị chi phối mọi người. Nhưng có một số người đó thì hiểu là bệnh hoạn, đột ngột ra đi cái tuổi còn rất là trẻ. Và con cũng không có đi sâu vào vi diệu pháp, nên con có nghe là do cái sắc mạng quyền của mình là nó không có đủ phước,
và nên thành ra cho dù cái người khỏe đó thì đột ngột cũng ra đi, thì con kính tỉnh Ngài á, giảng cho con hiểu được cái sắc mạng quyền là cái gì, và do cái thiếu cái phước gì mà tại sao người ta đột ngột ra đi. Thứ hai nữa là có một người cũng mới bước vào đạo thì cũng hỏi con, nhưng những cái người mà ra đi đột ngột như vậy đó thì người thường người ta rất là đi một cách im điệp, đi như vậy rất là sung sướng, tâm của người ta rất là thoải mái. Như vậy có đúng không bạch Ngài? Để con kính thỉnh Ngài giảng giải cho con được hiểu. Dạ con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sang Ga giá. Thật sự ra đó, chúng ta nhận định đó, nó không có chính xác đâu. Mình nghĩ những cái người mà còn trẻ tuổi rồi họ ra đi như vậy đó là họ thanh thản, chưa chắc. Tại vì cái mà ngay cái giây phút mà cái tâm tử nó sanh khởi đó, họ ở trạng thái nào, cái trạng thái tâm nào, nó đều quan trọng. Mà cái đó đó thì chỉ Đức Phật và các vị thánh nhân mà có tha tâm thông mới có thể biết được. Chứ còn bản thân sư thì cũng chưa có khả năng đó, thành ra mình cũng chưa biết được. Mình chỉ qua kinh điển thì sẽ giải thích để cho cô Nguyên Tịnh hiểu thôi. Thì chúng ta biết rằng cái chết của một cái chúng sanh trong đời sống hiện tại nó có mấy cách. Một là giống như cái ngọn đèn, cái ngọn đèn nó có thể là nó tắt do cạn dầu, cái tim còn nhưng mà dầu nó hết. Cái thứ hai là còn dầu nhưng mà cái tim nó hụt rồi. Cái thứ ba là cái ngọn đèn nó còn dầu còn tim nhưng có một cái cơn gió rất mạnh nó làm cho cái ngọn đèn nó tắt. Thì những cái trường hợp mà hết tim hoặc là hết dầu thì những chúng sanh đó là do cái duyên nghiệp mà nó đã đến lúc nó hết, thì họ sẽ tục sanh vào cái đời sống mới. Còn những chúng sanh á mà ra đi một cách đột ngột, thì do sao? Do những cái có một cái bất thiện nghiệp nó quá mạnh, nó có cái năng lực cắt đứt cái đời sống hiện tại. Đó. Rồi cái người này họ ra đi trong cái lúc mà cái tâm tử đó, mình nhận định mình nghĩ người này họ ra đi một cách đột ngột và họ khỏe quá, chứ sự thật chưa chắc. Nếu mà lúc đó mà họ đi với một cái tâm phiền não thì sao, thì cũng chưa chắc là khỏe. Rồi nếu mà trong đời sống mà họ không có tích trữ tạo được nhiều cái phước báo thiện lành thì chưa chắc là khỏe. Cái người này nếu mà trong đời sống đã thường xuyên quân tập tạo trữ những cái thiện pháp, lúc đó họ
có cái tâm chánh niệm tỉnh giác hay biết rõ ràng với trí tuệ thì mới có thể là họ đi đến những cái cảnh giới an vui. À, còn mình nhận định á, mình nhận định á, bằng cái tưởng tượng của mình à, thì chưa chắc đâu. À, thí dụ cái trường hợp này ở thế gian này, à, người ta đi ngang qua nó thấy một cái đám tang rất là lớn, à, rất là hoành tráng, à, đông người đi giếng rồi này kia, nó có tăng ni rồi tụng kinh rồi kia nọ, ta nói chà, ông này cũng có phước quá. À, nhưng mà cái đó là cái nhận định theo cái khía cạnh của thế gian, chứ biết ông này không có phải là cái người mà có tu tập có tạo trữ nhiều công đức phước báo không. À, đó, người ta nhận định ta nói ông này có phước quá. À, tại vì con cháu ông có giàu, rồi nó tổ chức đám tang cho rình rang, à, hoành tráng. À, nhưng mà chưa chắc cái người chết là cái người có phước. À, rồi cái người chết mà nghèo khổ, không có hòm chôn, rồi không có tiền để mà thỉnh thầy mấy sư cô rồi tụng kinh, cái đám tang tèo tèo buồn tẻ, ta nói chào ơi tội nghiệp ông này, ông vô phước quá. Nhưng mà cái người này á, mặc dù cái đời sống hiện tại họ kém về vật chất, nhưng mà họ có tạo trữ nhiều cái công đức phước báo. À, thì sao? À, thì họ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, chứ không phải như mình tưởng. À, đó, cho nên khi mà chúng ta đứng về cái phương diện về Phật pháp đó, thì mình thấy là chưa chắc những cái người mà đến tuổi già yếu bệnh tật chết thì khổ, mà những người còn thanh niên tráng kiện chết một cách đột ngột mà tốt, không có. Tùy theo cái duyên nghiệp, tùy theo cái tạo trữ những cái điều kiện ngay trong đời sống hiện tại. Nếu mà những chúng sanh nào nỗ lực cố gắng tu tập tạo trữ được nhiều công đức phước báo, rồi cái giây phút mà cận tử nghiệp đến với cái trạng thái tâm tốt đẹp, trí tuệ thì sao? Thì người này mới thật sự là có phước đi đến những cái cảnh giới an vui. Còn những người nào mà dù là khổ sở trong cái đời sống vật chất hiện tại, kém cỏi thế này thế khác, nhưng mà họ đã tạo trữ nhiều công đức phước báo, rồi họ do cái sự quân tập, do cái năng lực của nghiệp báo họ ra đi, thì cũng đến những cái cảnh giới an vui. Chứ không phải mình thấy những cái đám ma mà leo tèo họ sanh đến những cảnh giới khổ, không có, chưa chắc. Cái điều đó là phải với cái những cái bậc mà có thiên nhãn thông, tâm thông rồi đó, thì mới thấy được. Rồi cái đó là về cái khía cạnh ấy. Còn cô thắc mắc về cái sắc mạng quyền, thì trong cái đời sống ấy, cái sắc mạng quyền là để nó duy trì về cái sắc của một chúng sanh. Quyền ở đây là gì? Quyền là cái năng lực cai quản. Ví dụ như mình nói là gì? Chánh quyền. Chánh quyền là những cái người mà có được đặt để mà cai quản ở trong một cái trú xứ đó. Ví dụ như là ông xã trưởng, ông quận trưởng, ông tỉnh trưởng, đó là những cái người mà có cái điều kiện để mà cai quản trong cái đó.
Thì cái sắc mạng quyền ở đây là nó có cái chức năng để mà cai quản về cái sắc. Rồi cái danh mạng quyền á, thì nó cai quản về cái danh, cái năng lực để cai quản điều khiển cái danh. À, thì một khi mà cái sắc mạng quyền, à, cái danh mạng quyền mà nó đến lúc mà nó hết thì rằng thì coi như chấm dứt cái đời sống. À, mà chúng ta thấy nè, sự thật ra khi mà một chúng sanh tục sanh tái sanh trong một cái đời sống mới thì gì, cái tử nó cũng đi theo rồi, thành ra cái sanh tử là nó đã được định đặt. À, nó định đặt ngay trong cái đời sống hiện tại mà tại vì mình không biết. Nha. Ví dụ một chúng sanh ngay trong đời sống hiện tại này họ cũng tạo được nhiều cái phước báo thiện sự. À, nhưng mà sao? Họ cũng tạo một cái ác nghiệp, một cái bất thiện. À, nó cũng quan trọng. À, cho nên á, cái chúng sanh này đó, cái năng lực phước báo của cái thiện nghiệp á, thì nó đưa đến những cái cõi lành. À, nhưng mà cái mầm móng của cái bất thiện á, nó cũng đi theo. À, nó đi theo để đúng lúc, đúng thời thì cái này nó sẽ trổ sân. À, đó mà khi mà cái đoạn nghiệp nó quá mạnh á thì nó mới có cái năng lực để mà cắt đứt cái đời sống. À, tức là lúc đó là nó có cái khả năng cắt đứt cái sắc mạng quyền hay là danh mạng quyền. À, thì coi như kết thúc, chấm dứt cái đời sống của chúng sanh đó. À, rồi nhưng mà những cái bất thiện này đó, nó không đủ mạnh. À, nó chỉ gây cản trở cái đời sống. Thì cái người này đang an ổn tốt đẹp, à, đang làm ăn phát đạt gì đó, có khi bị thất bại. À, hoặc là cái người mà đang tráng kiện khỏe mạnh á, đột nhiên cái bị một cái chứng bệnh nan y chẳng hạn, nó cản trở cái đời sống của chúng sanh đó. À, thành ra đó là cái này chúng ta phải hiểu biết, qua cái sự học hỏi trong Phật pháp, trong di diệu pháp, mà chúng ta tìm hiểu như vậy. À, rồi sao? Rồi mình cũng phải quan sát những cái chúng sanh ở xung quanh mình. À, mình quan sát ở chính mình nữa. À, mình sẽ thấy được. À, đó, có những lúc chúng ta đâu có hoàn toàn mà kiểm soát được cái danh cái sắc của chính mình đâu. Nó theo cái quy luật, cái quy luật nhân quả nghiệp báo, nó theo cái quy luật luôn luôn là thay đổi. Và chúng ta không có thế nào mà khống chế, sai khiến điều khiển được nó, thấy không? Đó, bởi vậy nó mới là vô thường. Và chính vì vô thường mới khổ. Và chính vì không điều khiển được nó mới là vô ngã. Mặc dù là cái y học, khoa học tiên tiến cỡ nào đi chăng nữa đó, nhưng mà không thể nào mà vượt qua được cái định luật. Không vượt qua được cái quy luật của pháp. Khoa học, y học, dù là ông
tiến sĩ, ông đào tạo những ông bác sĩ, nhưng mà đến lúc rồi cũng phải đi đến cái chấm dứt, đi đến cái giai đoạn cuối của kiếp sống. Đó. Rồi những cái trang thiết bị y học hiện đại cỡ nào, nhưng mà có những cái chứng bệnh thì sao? Nói bác sĩ chê. Bác sĩ chê ha. Hay là bác sĩ cũng bó tay rồi. Đó, thì phải chịu thôi. Cho nên là chúng ta hiểu biết như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta phải cố gắng nỗ lực để mà tu tập, để tránh xa những cái bất thiện, và chúng ta cố gắng dung bồi những cái thiện pháp, chúng ta dung bồi những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm trong đời sống hiện tại này. Và chính những cái thiện nghiệp, những cái trí tuệ của cái kiếp sống hiện tại này, nó sẽ là những cái điều kiện, những cái nhân, những cái duyên cho những kiếp sống tương lai. Cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Tịnh. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Và con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Giảng giải câu hỏi của con rất là sâu sắc để cho chúng con được hiểu tường tận. Và con cũng xin phép hỏi thêm một câu nữa, rồi xong con xin nhận mic đến đạo tràng. Bạch Ngài, con khi mà trong cái bài giảng này Giác là nói là khi mà còn cái sự mong muốn, thì dù là mong muốn trong cái sự tu tập muốn đạt được cái gì đó cũng là phiền não, mà có như cho là pháp môn này của tôi là ngồi như vậy thì mới là đúng, và bên thì nói học á, thì là mới là đúng, và một số thì lại nói là bên đây đạo này là đúng, bên đây đạo này tôi đi theo cái pháp. Vậy bạch Ngài, khi mà cái tâm mà còn mong muốn và có còn khởi lên cái sự phân biệt trong cái hơn thua, vậy con kính thỉnh Ngài giảng dạy thế nào là một người đi đúng theo cái chánh pháp và hiểu đúng được cái chánh pháp, mặc dù mình đang đi trong chánh pháp, nhưng mà mình phải hiểu được như thế nào là đang đi trong chánh pháp. Con kính thỉnh Ngài giảng dạy cho con được thông suốt, được hiểu kỹ hơn. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Về cái phương hướng cái tu tập của mình á, thì sao? Đức Phật dạy mình là phải quay lại nhìn lại chính mình, chứ đừng có nhìn ra bên ngoài. Cái việc mà người ta hành hay không hành, người ta hành đúng hay hành sai, cái chuyện đó là cái chuyện của người ta ở bên ngoài. Cái điều quan trọng là mình phải phản tỉnh, mình nhìn lại chính mình. Mình phải so sánh với kinh, với luật. Rồi mình suy tư, mình xem xét và coi cái phương hướng, cái sự tu tập của mình, cái sự thực hành của mình nó đúng hay sai. Đó mới là cái điều quan trọng. Còn cái vấn đề mà của người khác thì cái đó là cái quyền của người ta, thấy không? Mình có đôi lúc mình không có sai, có năng lực mà dẫn dắt người ta, thì mình thấy rồi sao? Mình nhìn ra ngoài rồi bắt đầu cái gì? Mình so sánh, so sánh rồi gì? Phiền não sân khởi, ngã mạn,
rồi cái tưởng à, nó dễ dời ra rồi đủ thứ chuyện phiền não nó dấy động, mà phiền não dấy động thì khổ đau phát sanh. À, cho nên đó là Pháp Cú Kinh đó, Phật nói đừng có nhìn người ta hành hay không hành, mà mình phản tỉnh mình nhìn lại chính có hành hay không hành. À, đó. Cái điều đó đều quan trọng. Rồi cái thứ hai đó là gì? Ở đời này nó khổ đau là gì? Là cái đúng và sai. À, cái chuyện đúng sai này là nó là cái chuyện dài nhiều tập, từ cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, không có giải quyết được. Tại vì á, ai thì cũng nói mình đúng, đúng không? À, ai cũng chê cái người khác là sai. Tại vì cái gọi là cái tri kiến thủ, ai cũng chấp thủ là cái tri kiến, cái hiểu biết mình là đúng á. À, ai cũng chê người khác là sai. À, quý vị thấy là từ trong kinh điển, từ thời Đức Phật cho tới bây giờ, à, cái vấn đề mà tranh luận rồi quỷ bán nhau đủ thứ chuyện. À, thành ra cái vấn đề mà đúng hay sai thì chúng ta đừng có nên mà tham gia vô. À, tham gia vô là bị rơi vào cái lốc xoáy của phiền não nữa, mệt lắm. Nè, cái chuyện mà mình đi theo trên cái con đường trung đạo của Đức Phật thì thôi. À, cái chuyện mà đúng sai của người ta tự nhận lấy. À, mình ráng mình cố gắng mình đi đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, theo cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dẫn là được rồi. À, còn bây giờ á, thấy có nhiều lúc những người tự cho mình là chân chánh, à, nhưng mà có đôi lúc họ thực hành lệch lạc không chừng. À, thì mất công chi mình cãi giải họ làm cái gì, đúng không? Đó, thành ra đó cái tốt nhất là mình biết rõ mình hành đúng theo lời Phật dạy hay không. À, nếu mà mình thấy rằng cái sự thực hành của mình nó chưa đúng thì mình sửa đổi. À, cho nên á, trong cái phần mà trong cái phần tu tập thì cái gì, cái cải chính tri kiến là cái điều quan trọng. À, mình hành rồi mình phải phản tỉnh, mình xem xét, mình so sánh với kinh, so sánh với luật, để mình thấy đúng hay là hoặc là chưa đúng, những gì còn thiếu sót, những gì còn lệch lạc sai lầm, mình kịp thời mình chấn chỉnh, mình cải chánh tri kiến của chính mình là quan trọng. Rồi sao mình sống thuận pháp tùy pháp. Thì đối với những người nào mà họ có cái mong cầu, họ lắng nghe, họ tìm hiểu, thì mình sẽ cũng hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ dẫn cho người đó. Nhưng mà nếu mà cái người đó họ là cái người mà họ chấp thủ, họ bảo thủ cái tri kiến thì thôi, chuyện đó là của họ, họ khư khư họ ôm giữ, thì thôi mình cũng đừng có lợi mình khuyên ngăn, mình chỉ dẫn cho họ thêm phiền. Rồi phiền não sanh khởi nó còn mệt mỏi nữa. Cho nên là chúng ta cái điều quan trọng là chúng ta phải quay lại phản tỉnh, so sánh với kinh, so sánh với luật, để chúng ta thấy rằng mình hành đúng là hành sai.
Còn cái việc mà của người khác thì mình để người ta tự lo. Đó. Cho nên là cái vấn đề mà chúng ta thực hành phản tỉnh xem xét và chúng ta cải chánh cái tri kiến của mình là cái điều quan trọng. Chúng ta đừng có so sánh đúng sai, rồi chỉnh người khác hay là khuyên bảo người khác. Thì cái điều đó, nếu những người nào họ có cái hành ý, họ mong muốn để mình hướng dẫn giúp đỡ thì mình giúp đỡ. Còn nếu mà họ không có thành ý, họ không có sự nhờ mình giúp đỡ mà mình chỉ dẫn thế này thế khác thì nó không có đem đến cái lợi ích. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta nỗ lực thực hành tu tập cho chính mình là điều quan trọng. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Nguyên Tịnh và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, và con thấy Nguyên Tịnh đã kính tri ân sư và mời đạo tràng. Và con thấy em ru nên con cầm mic. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, và con thành kính đảnh lễ. Dạ, thật tình mà nói con xin sám hối, con không biết là tại đức chí thâm hạ thượng tỏ thí tâm, tại vì cái đức của sư con vừa nghĩ là của đại đức Chí Thâm là con của cô Liễu, hay là đúng rồi, con nhớ rồi, đại đức Chí Thâm là con cô Liễu. Dạ, có phải không bạch sư? Nếu mà sư phải, sư cầm mic đi, sư cầm mic để con thử không nghe tiếng thôi, con có nhớ sai hay không. Dạ, con kính dâng mít đến đại đức Chí Thâm à. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Con đang rất là phân vân. Dạ, con cung thỉnh bàn tay của sư à. Sư cầm mít là con nhận ra âm thanh của sư rồi. Dạ, con cung thỉnh sư à. Sư có thể cho đạo tràng chúng con biết được phải sư là rồi xong. Chưa chạy mất tiêu luôn rồi. Dạ, và thượng tọa pháp thanh. Dạ, Nhật Quỳnh nghĩ hai vị này Nhật Quỳnh hai lộn có Nguyên Tịnh. Dạ, một là đại đức Chí Thâm, hai là đường thượng tọa. Dạ, thượng tọa Chí đó, những Quỳnh hai lộn hai cái nick này quá nên chưa chạm mất cái Quỳnh thỉnh thì cầm mít thì chạm mất cái hơi đành chịu. Cái này là Nhật Quỳnh hỏi ngài Chí Đức là chắc ăn đức, mà giờ ngài cũng có trước máy rồi nên không có kịp hỏi. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa pháp thanh thật là nhiều, đã giảng dạy bài học cũng như trả lời câu hỏi của Nguyên Tịnh và chị Metta. Dạ, bây giờ thì đạo tràng có vị nào có thắc mắc gì nữa không thì kính mời bằng tay. Dạ, kính mời bằng tay quý vị. Alo, alo. Dạ, con không có thấy bằng tay vị nào. Con nãy giờ con nghe Nguyên Tịnh hỏi rồi, con nghe chị Metta hỏi, con cũng hơi thắc mắc một chút xíu. Nếu mà không có vị nào đưa bằng tay, Nhật Quỳnh cho phép Nhật Quỳnh hỏi một câu được không quý vị? Hay là quý vị đưa bàn tay lên thì Nhật Quỳnh nhường quý vị à. Kim Nhung có câu hỏi không? Dạ, trong đạo tràng có vị nào có câu hỏi không? Cho Nhật Quỳnh hỏi trước ha. Dạ, Nhật Quỳnh cảm ơn Kim Nhung ha. Cho Nhật Quỳnh hỏi trước một câu rồi. Dạ, hỏi trước một câu rồi Nhật Quỳnh mời Kim Nhung nha. Dạ, bạch sư.
Hoàng Thanh đi làm, Hoàng Thanh chúc Hoàng Thanh ăn vui. Dạ bạch sư, con nghe chị Bách Ta và Nguyên Tịnh hỏi, thì ý con hỏi vậy là con á, thì con hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc tùy theo thời gian. Rồi ngài Trí Đức đi rồi. Dạ ngài Trí Đức bận việc à. Dạ nghe đam tùy theo thời gian, ví dụ như con đại Phật ở trước bằng Phật con đi, con tạo chút phước thiện nào đó thì con sẽ nhớ thêm. Dạ con sẽ nhớ thêm phước này phước kia phước nọ, rồi con xin hồi hướng chư thiên, rồi sau đó thì con cũng hồi hướng cho ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của quyền thất tổ nội ngoại hai bên đã qua vãng nhiều đời nhiều kiếp và kiếp hiện tại này. Xong con kể một loạt tên ra luôn. Dạ còn có khi thì con không có thời gian thì con chỉ hồi hướng nhắn tắt thôi. Con nghĩ con xin ra cái phước này đến với tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Thì lúc đó con nghĩ rằng thân bằng quyến thuộc của con nhiều đời nhiều kiếp thì sẽ có trong ba giới bốn loài. Có thì quý ngài đã sanh được nhàn cảnh, nhưng mà có khi cũng ở nơi khổ cảnh, thì con hồi hướng như vậy. Con cung thỉnh sư chỉ dạy giùm con có nên như vậy hay không, hay phải con phải làm như thế nào cho nó rõ ràng. Tại vì con tùy theo thời gian, chứ con không có, có lúc con không có cái thời gian nhất định được một ngày là phải bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ. Ví dụ như con lên room này cũng vậy, ví dụ con lên room là con không bao giờ con hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảm của con. Tại vì con nghĩ rằng tất cả chúng sanh có thể là ông bà của con trong kiếp nào đó, cha mẹ của con ở kiếp nào đó, nhưng cũng có thể là ông bà cha mẹ của Nguyên Tịnh trong kiếp nào đó. Thành con hồi hướng như vậy, con cũng thỉnh ngài chỉ dạy cho con có thể con làm đúng hơn à. Con kính nhân bích đến Thượng Tọa Pháp Thanh à. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Dạ, cô Nhật Quỳnh quan hỷ nói lại cái thắc mắc của mình á, tại vì có ông y sĩ ông đến ông chích thuốc mấy ngày nay nó sức khỏe nó không có được ổn, cho nên là mở cửa cho ông thấy ông vô chuẩn bị để chích thuốc đó. Không có nghe rõ cái câu hỏi của cô Nhật Quỳnh. Bây giờ cô Quan Hỷ nói lại để sư nắm là sư mới giải đáp được. Dạ, mời cô Nhật Quỳnh, cô Quan Hỷ nha. Dạ không sao bạch sư, sư có bận thì như mà mắc cái thuốc gì sư có cần nghỉ sớm không bạch sư? Dạ con cung thỉnh bằng tay của sư, nếu sư cần nghỉ sớm thì chúng con mà kết thúc sớm cũng được bà sư. Dạ con kính nhân bích đến sư. Dạ không có sao, cái này chích nó cũng lẹ à. Thì cô cứ lặp lại câu hỏi đi rồi sư giải đáp cho, không có gì đâu. Dạ, cũng không ảnh hưởng gì đến cái buổi sinh hoạt. Dạ bây giờ mời con Nhật Quỳnh nắm một bữa thầy á. Dạ, câu hỏi của con là lúc nãy con nghe chị Metta và Nguyên Tịnh hỏi về cách hồi hướng. Thì câu hỏi của con là ví dụ con không có cái thời gian nhất định, công việc con nó nhiều quá, nên khi mà con lại Phật mỗi buổi sáng hoặc buổi tối đi, thì con tùy theo thời gian con có thể hồi hướng là con nghĩ cái phước mình mới vừa tạo xong, xong con nghĩ thêm những cái phước mình đã tạo rồi, và con hồi hướng đến chư thiên hộ trì chánh pháp, và con hồi hướng tất cả chư thiên. Nhưng con hồi hướng cho ông bà con thì con nguyện như vậy, con nguyện do phước này con kính dâng đến ông bà cha mẹ
thân bằng quyến thuộc. Cô quyền thất tổ, nội ngoại hai bên đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp và kiếp hiện tại này, và con lọt tên ra. Ví dụ ba má con, anh em con, đại khái gì thì con có kể một lọt tên ra, nhưng có lúc con không có đủ cái thời gian để con hồi hướng như vậy. Thì con chỉ hồi hướng, con xin dâng cái phước này đến ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên của quyền thất tổ. Và có khi con chỉ hồi hướng, con kính dâng quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Thì con nghĩ rằng ông bà cha mẹ của con nhiều đời nhiều kiếp thì có thể là được ở những nơi nhàn cảnh, nhưng cũng có những nơi khổ cảnh. Thì con hồi hướng như vậy, con nghĩ là chúng sanh, thì trong chúng sanh đó thì có ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của con nhiều đời nhiều kiếp và kiếp hiện tại này luôn. Thì như vậy có được hay không? Hồi hướng như vậy có được hay không? Tại vì con nghĩ thí dụ như con làm điều gì đó thì ông bà cha mẹ con đời quá khứ hoặc đời hiện tại này, nếu có người hướng tâm đến mong cho con chia phước, thì ai là thân bằng quyến thuộc của con và được thì cái vị đó sẽ nhận. Dạ, rồi là cái con hồi hướng ở dưới đất. Còn thí dụ như con lên rung mà con tạo được thiện pháp gì đó, con hồi hướng, thì con hồi hướng là cho tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ tòa dụng đồng đều nhau cả thảy. Thì con nghĩ tất cả ông bà cha mẹ của vị này vị khác, con nói như của Nguyên Tịnh đi cho nó dễ đi, thì đời này hoặc đời khác cũng có thể là ông bà cha mẹ của con. Thì con làm như vậy có đúng hay không? Dạ, con hồi hướng như vậy có đúng hay không, và con sai và chỗ nào xin sư dạy để con có thể sửa lại. Tại vì những câu hồi hướng của con thì con thu góp của những vị khác, những vị sư, con nghe vị sư hồi hướng như thế này thế kia, rồi con gom góp lại, con làm cái câu của con. Dạ, con cung thỉnh sư chỉ dạy cho con. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàn Thầy Giá. Thì như hồi nãy sư giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Tịnh á, thì có những lúc á là chúng ta hồi hướng nhớ được cái tên tuổi của những cái vị hữu ân, ông bà cha mẹ của mình thì tốt, cũng được. Còn nếu mà mình không có nhớ tên mà mình hồi hướng chung, thì những cái vị nào họ đang hướng đến, họ mong cầu để nhận được cái phước của các cái thân bằng quyến thuộc hồi hướng, thì những người này sẽ nhận được. Thì hồi nãy sư nói đó là nếu mà người ta có cái sự hướng tâm, họ có tác ý họ muốn nhận, và mình cũng có cái tác ý mình hồi hướng phước, mình chia phước, thì nó có sự gặp nhau, những người này họ sẽ nhận được. Còn nếu mà những chúng sanh mà dù cho mình có hồi hướng đúng cái tên, nhưng mà họ ở những cái cảnh giới, những cái cảnh giới, những cái điều kiện mà họ không thể họ nhận được, thì cũng không sao, không? Cái phước mình cũng vẫn còn. Dù cho mình nguyện cách nào, nhưng mà như nãy sư nói là cái tác ý là nó là điều quan trọng. Thành ra là mình đừng có băn khoăn, mình phải nhớ người này người kia người nọ, phải nhớ là tên của ông bà cha mẹ rồi kia nọ, thì cũng được. Nhưng mà cái đó nó không nhất thiết. Cái điều quan trọng là mình có điều kiện, ví dụ như mình đi làm, mình có tiền của, mình mới có thể mình giúp đỡ cái thân bằng quyến thuộc của mình. Còn cái chuyện mà họ có nhận cũng tốt, họ không nhận cũng không sao. Đó. Thành ra đó, cái chuyện mà chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực tạo phước cho chính mình là quan trọng. Cái sự hồi hướng là cái để mình mở rộng lòng từ. Mình thấy thôi, chứ cái điều quan trọng là mình
phải lo cho chính mình, nó là cái điều quan trọng. Còn vấn đề hồi hướng phước thì dầu nhớ tên cũng tốt, mà nếu mà chúng ta không có nhớ tên tuổi thì cũng không sao. Dạ, xin giải đáp cái câu thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính thành lễ tri ân sư đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh nghĩ chắc Kim Nhung muốn hỏi, và mời Kim Nhung nghe. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Chí Thâm. Dạ, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thưa sư, người đời thì thường cho rằng là đạo Phật của mình là bi quan, vì lúc nào cũng nói đến sanh lão bệnh tử, nói đến chết, già, ái dục, tức là những cái điều này nó chi phối chúng sanh trong tam giới, như bài học ngày hôm nay, rồi nói là khó được làm người, Đức Phật lúc nào cũng dạy khổ. Nhưng mà qua cái sự học hỏi ít ỏi của con thì con trong cái thời gian qua thì con cũng thấy là đạo Phật thì không phải là đạo bi quan mà rất là lạc quan. Dù có khổ nhưng mà Đức Phật cũng dạy mình là con đường thoát khổ, và con cũng chấp nhận được những cái khổ trong cuộc sống hiện tại mình để có những cái sự an vui tạm thời. Và mình cũng thấy được là cái chết nó đến bất cứ lúc nào với mình, để mình cố gắng làm thiện và mình bớt những điều bất thiện. Rồi mình cũng buông xả những cái ham muốn tạm thời trong cuộc sống, vì đó là những cái mà mình phải hiểu là đó là cái quy luật cuộc sống, nó rất là khổ. Trước cũng khổ, mà hiện tại khổ, rồi sau này cũng khổ, vì đó là cái quy luật. Nhưng mà con cũng không hiểu tại sao, con cũng không hiểu những đạo khác đó, thưa sư. Thì họ có thấy như vậy không? Vì nó đã là quy luật rồi thì mọi chúng sanh đều là như vậy. Thì những đạo khác có thấy được điều đó hay không? Tại họ thường dạy cho những cái người mà của họ là về phương Tây cực lạc, rồi mọi thứ đều do đấng tối cao, rồi chết thì về với như vậy đó, thì cũng hiện tại của họ rất là an lạc, và con cũng thấy là cuộc sống họ an lạc. Họ thích làm những cái điều gì họ muốn làm là họ làm, kể cả sát sanh, giết súc vật để cho cái bữa ăn của mình nó ngon lành. Họ rất là hoan hỷ, họ rất là vui trong những cái lạc thú của họ. Như vậy thì họ cái đạo đó, họ có thấy được cái quy luật là cuộc sống là khổ hay không? Tại nếu mà họ thấy ngơ là họ bị tà kiến, thì nếu mà nói theo đạo Phật như vậy thì họ bị tà kiến, và khi mà chết rồi thì họ sẽ xuống địa ngục. Nếu mà nói theo đạo Phật thì con không hiểu là họ có nhìn thấy được hay không mà họ làm ngơ, họ giáo dục những cái người của họ như vậy. Dạ, con chưa hiểu chỗ này, xin sư giảng giải giúp để con hiểu hơn. Dạ, con cũng nghe sư người ta nhìn chính mình, nhưng ở đây con muốn hiểu để đạo khác họ có hiểu được điều đó hay không. Dạ, con kính thỉnh sư giảng giải giúp con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic, kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Quý vị phải hiểu cái điều này. Tức là cái quy luật sanh và bệnh chết, cái quy luật mà nó chi phối là vô thường, khổ và vô ngã. Sự thật cái này nó không phải là trong Phật giáo không, mà tất cả chúng sanh trong tam giới này đều chịu chung cái điều đó. Bởi ở trong cái bài kinh mà vô thường khổ não vô ngã đó, tất cả chúng sanh
đều phải chịu cái quy luật này, không có riêng ai hết. À, không phải là những cái người Phật giáo mới bị, mà người Thiên Chúa giáo không bị, mà Hồi giáo không bị. Quý vị nhìn thấy coi, tất cả đều chịu chung. À, hễ có thân ngũ quẩn thì không bệnh. À, cho nên á là chúng ta đừng có bị tác động bởi những cái chê trách của người đời. À, đó, tại sao? Tại vì có những cái á, có những người họ không dám đối diện vào chân, họ không dám nhìn thẳng vào cái sự thật. À, họ trốn chạy, nhưng mà họ trốn chạy họ cũng đâu có thoát được đâu, phải không? Đó, bây giờ á, quý vị thấy nè, những cái tín đồ của Thiên Chúa giáo, những cái tín đồ của Hồi giáo có bệnh, có già, có chết hay không? À, chứ đâu phải là riêng Phật giáo không, rồi họ có khổ không? À, nhưng mà bị gì cái sự lầm lạc của người ta. À, ta tưởng là cái hạnh phúc là được sự ban thưởng của đấng tối cao, của Thượng Đế, à, của Đức Chúa Trời. À, còn mà khổ đau là do bị các đấng thần linh, các vị tối thượng trừng phạt. À, chính vì cái hiểu biết sai lầm này mà nó đi lệch lạc. Ha. Đó. Thì cũng có nhiều cái vị học giả, à, họ nói là mình khi mình nhìn thẳng vào cái khổ, mình bi quan. Nhưng mà quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn và các bậc thánh không có tính bi quan. À, bây giờ mình bệnh thì mình phải thấy rõ được mình bệnh rồi sao, mình không có nằm đó mình rên la cầu khấn cho cái bệnh nó qua, mà mình thực tế mình biết mình đang bị bệnh về cái vấn đề gì. À, bây giờ là bao tử hay là gan hay là ruột hay là cái gì đó, mình phải biết rõ. À, mình biết rõ rồi sao, mình phải tìm những cái phương cách để trị cái chứng bệnh đó. Thành ra đó, cái bi quan là khi nào mà mình thấy cái khổ rồi mình ngồi đó mình rên la cầu khấn gian sinh rồi này kia nọ đó thì bi quan. Còn cái này mình nhìn thấy cái thực tế và sao để mình vượt thoát ra những cái sự khổ đó, phải không? Bây giờ bị đau bụng nguyên nhân từ đâu? Do vật thực không phù hợp, hay là hoặc là do cái điều kiện của cái bộ phận đó nó bị cái vấn đề. Để mình có mình cái phương pháp mình điều trị, ví dụ do cái vật thực nó không phù hợp, mai mốt mình nhớ những cái vật thực này ăn không có đúng, vô là nó quậy, nó làm cho cái bộ tiêu hóa của mình, cái bộ lương thực của mình nó không có ổn thì mình tránh. Rồi nếu bây giờ vấn đề mà nó bị trục trặc gì đó, bị viêm, bị loét gì đó thì sao? Thì mình có cái phương pháp mình nội soi, rồi mình dùng những cái phương thuốc, mình thử nghiệm những cái con virus nào nó gây ra cái bệnh này. Mình thử cái nước ở trong bao tử, cái thử máu gì đó để mình tìm ra đúng cái nguồn gốc phát sinh cái bệnh mình trị, thì mình đâu phải là bi quan. Đó, bi quan là những cái người mà trốn chạy. Bây giờ sợ bây giờ trời ơi, bây giờ nói lên mình bị đau tử, nó đè, nó bắt uống thuốc, nó nội soi, rồi thử máu, thử đủ thứ chuyện,
thôi kệ nó, mình ráng tránh ác đó, mà mình không dám nhìn cho nó, thì cái đó mới là bị quan, cái đó là sai lầm. Ừ, đó. Còn mình nhìn thẳng vào thực tế, à, và sao mình có cái phương pháp để chịu vượt qua nó. Đó. Người ta nói sao, buồn cũng chết mà vui cũng chết, thấy không? À, mình bi lụy quá rồi sao, à, cũng đi đến cái khổ cũng chết, thấy không? Nhưng mà cái người mà trốn chạy thực tế, à, vui vẻ để khỏa lấp những cái sự khổ đau rồi sao, rồi cũng chết đó. Thành ra đó, chúng ta nhìn thẳng vào chân lý, chúng ta biết rõ những cái trạng thái nào ngay trong cái giây phút đó, à, thành ra Đức Phật nói sao, cái người đó mới là cái người sống đó. Chúng ta sống ở đây, sống là ngay trong thực tại, tại vì chúng ta bi lụy nó cũng là một cái phiền não, mà chúng ta quan hỷ vui theo cái trần tục để khỏa lấp những cái khổ đau, nó cũng là phiền não, nó là một cái sự trốn chạy thực tại, chứ không phải là nhìn thẳng vào cái thực tế của đời sống. Cho nên á, những cái tâm này là gì, cái tâm phóng dật, tâm phiền não, à, thì sao, mặc dù họ sống nhưng mà cái tâm thức của họ đang bị chết bởi cái sự che án, à, của bọc lưu đó, cái mũi tên, à, cái mũi tên của tham ái gì bộ, họ bám líu vào cái sự an lạc, họ chấp không chấp nhận cái khổ đau, cho nên là họ bị chết là vì vậy. Còn mình á, nhìn vào thực tế mình biết, à, bây giờ nó đang đau, mình biết đang đau, à, đang ở đau ở cái vị trí nào, à, nó đau như thế nào, nó tăng nó giảm, à, nó di chuyển, à, như thế nào mình biết, mình đối diện, mình nhìn nó, à, thì sao mình sống ở đây là sống trong cái chân đế, à, sống để mình nhận thức được rõ cái định luật của tam tướng, à, mình biết rõ cái quy luật của sanh già bệnh chết là cái điều đương nhiên. Nên, thành ra đó, vấn đề là mình phải quay lại để mình hiểu biết, mình nhìn vào thực tế, à, nhìn vào cái chân đế để mình thấy rõ được. À, còn cái vấn đề mà, à, râu ría bên ngoài, cái dư luận bên ngoài, cái tác động bên ngoài á, là nó không thành vấn đề. Thành ra, à, có một cái câu danh ngôn, à, sư, à, cũng đọc ở trong cái cuốn từ điển danh ngôn cũng rất hay. À, chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi. À, cho nên bây giờ á, mình đừng cái gì cái tiếng sủa con chó mình sợ, mình không dám đi, mình không dám tiến bước. Những cái lời mà chê trách, những lời quỷ báng, những cái lời mà ấy, nó không có làm cho mình được kinh nghiệm, được sự tiến bộ, à, được cái thăng hoa tốt đẹp. Mà chính mình, à, khi với trí tuệ mình biết điều đó là điều đúng, điều phải ráng cố gắng nỗ lực thực hành, à, thì mình ráng mình thực hành. À, chứ còn mình đừng có bị cái tác động bởi cái dư luận ở bên ngoài. À, cho nên là cái vấn đề mà người ta phân tích, người ta tán thán là quỷ bán là vấn đề của người ta. Còn mình thì khi mà mình với trí tuệ, mình xem xét, mình thấy điều này là đúng với chân lý, thì chúng ta nên cố gắng thực hành. À, dạ.
cũng hơi lỗ một chút rồi. Thôi bây giờ thì cũng xin mời cô Nhật Quỳnh hoặc là cô nào lên sám hối và sư xin phúc kính để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Cái phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp đại ca ngang kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Xin chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những dịch bệnh tai ương, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, cũng như trả lời những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con hiểu và có thể hành được theo lời Đức Phật dạy, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ut tam ang ge na quan đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tam ang bút thể do ca li tổ đô sơ bút thơ ca ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ut tam ang ge na quan đề hằng tham anh cha đức vi thần hòa răng thầm mê vô ca li tô đổ sơ thầm mơ ca ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ut tam ang ge na quan đề hằng sanh khanh cha đức vi thọ tam ang sanh khê vô ca li tô đô sơ sanh khô ca ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi chúc phúc cho đạo tràng ạ. Con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Khà giá. Dạ, xin thay mặt kêu tăng trong kinh phúc chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Pavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa bhuta anuvavena sada sothi bhavantu te. Pavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma anuvavena sada sothi bhavantu te. Pavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha anuvavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thu lành thai. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ về kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa nê na pha quan tu bu chi ta sa thình ka rôn tê tha vi ha ra man đa lê. Thế ra cha mát cha na qua ca cha phích kha vô. Sa ra mi ka đa na pha ti u ba sa ka ga ma cha đê sa ni ga ma cha is sa ra sa ba na pu ta. Su khi ta Phật hoàn tu tê, cha đa bu cha ye bi cha an đa sam pha qua san se ra cha ta a pha vô và ba tí ca. Nêu ya ni căng thẩm ma qua răng ba tích cha tê sạp bê bi đu kha sa ka rôn tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thẩm mơ thẩm ma tha ra cha phục ga la sang go ho tu sa mắc go qua a tha ya cha hi ta.
Ya cha am hai ra khat sap tham mau sap bae bi tham ma cha ri na vo thing sam ma bu nai ya ma tham ma di ya ma we di tên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hà trung hà hoặc là mới tu, thiền nam tinh nữ công khu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh buông loại không lường, nọn thai thâm hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đỏ đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, định cho cả thầy chúng con, tân hóa trong pháp thật soi giao truyền. Nam mô Bụt Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong mười muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong sơn Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, Tịnh Thất Thiện Hữu, chùa Phúc Quang, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong sơn Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tâm đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni bana samat ya yo ho tu, ý đăng quân nhân ni bana samat ya yo ho tu, ý đăng quân nhân ni bana samat ya yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là thượng tọa pháp thanh, quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh thân tâm, luôn an lạc thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Trong lúc thượng tọa pháp thanh thuyết giảng, con xin thay mặt ban điều hành trường Phật giáo Nam truyền thành kính lãnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam.